Sao giờ này các bạn còn ở đây? Đã vào T-Gaming Vlog để ủng hộ mình chưa? Chắc chắn là chưa rồi, giờ này chưa ấn đăng ký kênh, chưa comment gì cả. Này, fan phủng này chết dở. Nhớ khẩn trương lên, vào YouTube tìm kiếm kênh T-Gaming Vlog. Đấy, vào ấn gọi là xem video đi. Đấy, nói chung là kênh Vlog của mình làm về các thử thách sinh tồn này. Đấy, trốn tìm này, sắp tới làm cả cắm trại nữa. Hãy đâm ra vào ủng hộ mình đi. Đấy, còn bạn nào muốn mình thực hiện những thử thách gì, cứ comment ở phía dưới phần video. Đấy, chắc chắn là mình sẽ thực hiện. Đấy, nhanh nhanh khẩn trương lên, vào ấn đăng ký kênh của mình nha. Xem video nữa, nhớ ấn like comment đấy. Hello mọi người, lại là mình đây là Nút Đa Đỉnh. Ngày mai chúng ta lại quay trở lại với Mẹ Khóa. Và đồng hành cùng với mình đó là Nút Tim. Chào mừng anh đi nào ba thanh niên ơi. Hello mọi người. Đó thì hiện tại chúng ta đã có mặt ở trong một cái mini game rất rất là quen thuộc các bạn ơi. Lucky Block Parkour. Đó thì ngày hôm nay bọn mình sẽ bảo vệ giường với cái Lucky Block có tên nó là Multiversal các bạn nha. Đại khái là tiếng Việt dịch ra là đa năng. Đấy, còn không biết đa năng như thế nào thì chọn team đấy nhỉ. Nút chọn này, Emerald đấy. Đấy. Bên kia là Bedrock, ở bên kia là Sắt. Ok. Ok, bên rồi. Hôm nay là chắc chúng ta đây Multiversal bạn nha. Đấy. Nhiệm vụ chúng ta là chắc là tìm đồ đa năng ở trong này. Như giấy đa năng à? Ok, đây. Thằng nào được cái gì đây? Úi giời ơi, mình quên mất sinh tồn mà đây này. Số 4 luôn. Sao chả được cái gì này? Úi giời ơi, cái gì đây? Ồ. Đồ robot là cái một gì? Một cái mu bedrock các bạn ơi. Ui này, chưa gì. Gì. Rồi ok các bạn ơi, không được cái gì bedrock này. Ủa đã. Cái gì nhưng mà lại có giáp. Ui cái gì đây? Elite squad à? Một cái thanh kiếm có vẻ là xịn. Ui cho mình chạy nhanh này. Kháng lửa này. Full giáp luôn à. Ui tính ra là nhiều đồ xịn phết nhỉ. Cái gì đây? Fragment cái gì đây? Ồ cái gì sử dụng là sẽ cho mình cái gì đây? Đấy, sử dụng sẽ cho mình gì? Cho nhiều vật liệu chả biết qua chắc là chế độ. Ui con bot, con bot. Ok. Rồi, ui giời, cái Multiversal Warrior bạn ơi. Ủa. Rồi. Con bạn lại sao giờ chỉ chiến em ở đây vậy? Con dài biết mà. Con cung núp ạ. Ờ núp này có con Zumba này mạnh lắm. Đâu nó đi rồi. Ờ nó đi rồi, nó đi rồi. Ôi mày quá, mày quá các bạn ơi, nó đánh mình sao nó không đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Bắt đầu à. Chiến bắt đầu. Hôm nay chết bắt đầu. Đồ mạnh lắm. Bởi vì đồ này rất là xịn các bạn ơi. Ok bạn ơi, cái gì đây? Cái này là một thanh kiếm à? Ồ chắc là mình để chế tạo đây này. Squad crafting universal các bạn đây. Okay. Universal khác mà multiversal khác các bạn ạ. Đấy là ok cái gì đây? Tool chế tạo tool bạn ạ. Cái này tính là có chui kiếm sao? Là hoàng. Ồ chúng ta đã nhận được một cái kiếm này. Khả năng đi chiến luôn này. Cái này là mũ bị lỗi các bạn ơi. Ồ mày có luôn ạ. Bắn cái này không hay gì chưa? Ồ mày có vãi đâu rồi. À cái gì đây? Giờ đây cái chuyện đây. Solo đây. Solo đây. Solo đây. Quánh nhau này. Ta vô địch thiên hạ đây rồi. Ui. Ta vô địch thiên hạ đây rồi. Ta vô địch thiên hạ đây rồi. Ui. Ta vô địch hết rồi. Tính em còn vô địch thiên hạ như này. Ui ơi, tính em đánh được. Ui rồi ơi, cái này chết giá. Đi về đi, đi về đi. Đi về đây, đi về cứu đâu. Về kiểu gì? Ờ, về về cái gì? Chạy kill. Rồi, rồi, rồi. Lắp cái bóng xe kill này, chỉ béo con rời ở đây thôi. Đã thế mình đứng ở đây mình gọi là đập bao giờ được đồ vip rồi mình xử lý con rồi đây luôn. Đánh ra đánh bao giờ chết rồi. Đúng nghĩa chắc chắn là nhà thanh niên nào rồi. Cái mà cái kiếm này có 100 cái kiếm này bao nhiêu attack speed à? Ừ chả mất gì nữa. Thôi mình về được rồi. Cái mày lỏ mà này mất cái gì người ta hồi máu full. Đây còn 20 máu ơi. Đánh lên sang Nam thôi. Đánh lên sang Nam bí rồi. Mình bắt đường cho mấy thanh niên về đấy. Ở đây sẽ bị đầu con dài đâu. Ai à, ui ơi. Con này con bầu bắn chết tao luôn rồi. Ui ôi, con bầu xịn thế. Ui ôi, chết giả, tao mất luôn cái đầu bên đấy. Ôi, con dài lượm rồi. Ui, cái cung. Mình đang có cái dìu gì ấy. Trước khi nhìn tên, nó chết quéo rồi. Rồi, ok các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy không? Không phải bất tử đâu. Đấy, phải từ từ. Bất động thôi. Đúng rồi. Ui, tính ra là toàn hiệu ứng level 10, 11 nha. Như, ok bạn. Ui, Eternal à? Ồ, Eternal xịn hơn các bạn ơi. Ồ, cái gì đây? Uầy, đúng level 6, level 7 đây. Rồi, ok. May mắn đúng không ta? À, ok. Ồ, ok. Ồ, mắc được may mắn luôn. À, mắc được may mắn luôn à? Mắc được may mắn à? Ok. Ồ, rồi. Ồ, cái gì đây? Cúp gì mà đào được bedrock luôn này. Ồ, cái bedrock nào bedrock luôn. Ồ, núp được cái gì? Cúp bị lỗi bạn ơi. Cúp này chả được cái gì? Xuống bedrock là nó đào luôn á. Chả đào được các bạn ơi. Ồ, kiếm bedrock. Mình sẽ cứ từ từ bạn ơi. Con dài cái váy bắn mình. Ồ, đây núp cũng được bedrock pickaxe này. Ồ, right đào chụp phải. Đúng rồi. Ồ, đào được bedrock các bạn ơi. Ồ my god. Như nhất cái này bọc giường cũng như không à. Trời ơi, 1000 tỷ cái tin tin đâu ra đấy. Rồi 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 rồi, tôi cứ bọc. Tỷ điên như thế. Mình cứ bọc cái bedrock pro các bạn luôn. Để tránh trường hợp biết đâu mấy con dài, con dài nó không có cú bedrock thì con dài đấy phá khó thôi, có gì đâu. Nhờ.
Rồi, mình sẽ gọi là... Ôi đồ gì là có fly nhỉ? Tính ra cái này... Ai à, cái này! Ui, nó giày bị ngô rồi này, đánh trộm kìa! Ui, ui, ui. Hình như là có cái giày mới cho fly. Cung khỏe quá. Té thôi các bạn ơi, có cái cung, có cái cung à? Anh em xem bên nào nhé, con giày đây, sân trước kìa. Đi rồi, đi rồi, đi rồi. Nhưng mà có gì đó sai sai lúc bạn xong mới kiếm toàn... tăng giáp không à? Không ai biết nè, như nó toàn tăng giáp thôi, nó không có tăng. Thế này là cây cung xịn, thế con giày bị ngô bắn một cái nhức cái đách này này. Ui. À, thế này chắc có cung rồi, phải kiếm cung. Này này, núp núp đang đi. Ôi đều ơi, con giày. Đồ như không có đam luôn mà nè. Ui cái này bắn được cái gì đây? Ôi ơi, cung rồi. Tí nữa rồi. Rồi bắn cái gì lag thế này, cái cung này spa bit thôi nha, lag lắm mọi người ạ. Không, nhưng mà spam cho thấy thấy còn dài nào nhìn tôi bầu cái gì đây? Ui, cái này có vẻ là toàn tăng giáp với tăng cái gì các bạn ơi? Mấy con dài đều đâu hết rồi các bạn ơi. Về rồi. Được cái gì đây? Về kiếm đồ. Ai bắn tôi đây? Rồi rồi nha. Cung này là cung hố đen vũ trụ à? Ui. Ui, bây giờ bắn cái cục gì? Của hố đen vũ trụ đây. Đứng đây thử sức mạnh của hố đen vũ trụ không? Không nhảy được không này, hố đen vũ trụ sao chứ ở nhà vẫn lầm đâu. Ok vẫn lời đúng không? Ok bạn ơi, ui cung ở đây mạnh quá. Hai cái cung gì mà cung ngày nay bá đạo quá này, này bí ngô này. Bí ngô đứng láo với chúng tôi à, bí ngô không bao giờ ra được khỏi nhà. Ta đây là lính du kích đây. Cung có cần đấy không mọi người? Có cần mũi tên không? Không. Đây bạn ạ. Quá xui. Chớm mày ra đây. Chớm mày ra đây. Bắn lên nhấc người bạn ơi. Ok. Cung này không. Đây là cung hố đen vũ trụ bạn ơi. Sao lá cây này bắn được gì trời? Cuộc chiến của những cái cung. Cuộc chiến. Ây cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? À. Đâu vậy con dạy? À. Là mấy đồ này ở nhà tôi luôn rồi. Xin nha. Úi ôi đồ nhiều thế nha. Con dạy định làm cái gì đấy? Đi chỗ khác đây, như nhà địa, của em mà địa chủ đang đến thu nộp tô thuế đây. Nào chỉ cần chớm ra đây bắn luôn nha, chớm ra đây là bắn luôn đấy, láo nháo là phá ăn xe ngay. Ok bạn bóc lột ngay. Ở xem nào, cung là phải lấy đi bạn ơi, cung nguy hiểm, cung nguy hiểm. Đấy. Ô này ở đây có lợn được may mắn rồi. Ok đây đúng tiêu diệt hộ đây, đây có con lợn xanh này. Mở bắt gì em? Không cần đâu. Ai à? Tha cho. Ôi đi vào đi vào đi vào. Này cái này cũng có fly bạn. Này đánh lộn cổ đây là người như biết thế nào cũng chuyện luôn đấy. Để bắt block cho. Nào đi chỗ khác rồi. Định đẩy. Định đẩy người ta xuống vực à, không có được đâu nha. Cung này nó bắn nhanh quá nên nó không nhìn thấy tên. Ok bạn ơi không. Tùy từng loại cung thôi, núp cung hố đen vũ trụ. Nó không bắn hiện đó bạn ạ. Nhìn thấy mà. Không, anh nhìn thấy nó ra đạn đấy. Ui. Con giày. Bắn mãi mới trúng tên. Con giày cái bắn lén à. Ui giời, thôi sao mất hết đồ rồi. Như tiêu hủy hết rồi bạn ơi, của thiên thì trả đệ cay thế nhỉ. Đúng rồi. Ông Hào yên tâm đi. Ui hôm nay đồ VIP. Có mấy đồ trên còn hôm nay đồ VIP dễ lắm bạn ạ. Đấy, ủa cái gì đây, cái này là thôi phải có tu cái này là cái gì đây, để chế tạo gì đây, đồ lỗi à. Ok bạn ơi, cái cuốc ấy này bạn ạ. Đấy. Ủa con giời nào quăng đồ. Ủa cái gì đây, con giời nó dịch chuyển lên đây. Ok con giời dịch chuyển lên đi về nhà đi khẩn cho em. Nhưng láo nháo bắn lên nhức người nữa. Sao tự nhiên con giời dịch chuyển sang đây nhỉ? Hảo thật đấy bạn ơi. Ok bạn ơi, uầy tính ra tôi thấy là cái cung nó đang là xịn nhất các bạn ơi. À cái cung này bắn không biết thấy cái gì luôn á trời. Cứ bắn thôi, bắn bao giờ thấy chết người thì là trúng. Nó không có bay ra cái gì hết. Ok bạn ơi, bao giờ bắn thấy ngọn của tỏi ai thì là trúng. Ủa cái gì đây? Ôi, Universal in God các bạn ơi. Chắc là có thể chế tạo được đồ. Cái này ném không trúng ở đây. Ui dồi ném lava. Ui giời. Rồi cái con bắt block nhà cái nhồi nhồi cái gì không biết nữa. Thôi từ từ mình cất cái này đi các bạn ơi. Ô rồi anh mới phát hiện ra kiếm mà chỉ chém được slam thôi. Có cả vụ đấy à? Nhưng mà căn bản là núp không thấy rằng là kiếm nó có sức tấn công ấy nhở. cái đồ này đồ gì đây vừa lấy mình con. Oh my god, cái nào cứ sức mạnh càng nhiều thì ra là vậy các bạn. Từ từ tôi cất cái này đi. Đồ multiversal bạn ơi, đi không à, như cái này nữa. Nó có tự động nhảy à? Ui giời ơi, để đâu nhà video cho mình ơi. Tôi cài đặt cái control non. Này. Đấy, auto jump tắt đi. Em có cái cung rất xịn. Ok, đấy, rất xịn thì cứ dùng một mình đi. Người ta không có nhu cầu đúng dùng đâu. Đúng rồi, thời gian rớt rồi. Rồi. Cái này cung vẫn là vô địch thiên hạ bạn ơi. Đấy, những cây cung vô địch thiên hạ. Rồi, quay mặc phát thôi, 8 phút gọi là siêu nhanh. Rồi, ok bạn. 8 phút siêu nhanh, ok. Ôi đều, đúng cũng được cái Eternal Bow này.
Ờ, cái này xịn hơn nặng ở cái này. À, không phải cái bầu Universal. Chả làm gì, bầu nào cũng thế thôi. Trời ơi, Universal. Bầu nào cũng oan ý thôi. Không, em có cùng sân này nó bắn không ra cái gì. Ờ, đây nút bơm bắn cũng chả ra cái gì này. Cái này nó không bắn ra cái gì được hết. Không, thế thì mấy thanh niên phải nghe tiếng ấy. Quá cả tiếng à. Ngoài cái gì đó. Ôi, bà tinh tinh cái là bắn ra. Oh my god. Tinh thì bắn tới mốt. Oh my god. Ui cái đồ gì nè, the right thôi mà nó cả một tấn máu này. Ui có thôi, xin ta. Ôi, chuẩn bị. Nhưng mà sao nhìn nó kiểu bắn lệch lệch cái nhỉ. Ta chuẩn bị đi chiến đấu bắn được đây, ở đó mà lại. Đây, chết rồi nó ba đây. Đuổi, nó tự đuổi. Có, đạn tự đuổi nhau ấy. Có cả đạn tự đuổi, really? Có đuổi, có cả đuổi mình đi đấy. Tự đuổi á. À. Đây bà thấy thanh niên bí ngô chết thì là đạn tự đuổi nhá. À hay dữ vậy. Oh my god. Chị đợi từng nào mới đi bà. Đẳng cấp rồi, ôi giời ơi. Chết tôi rồi. Đẳng cấp rồi. Trời, bí ngô đi kìa. Thấy chưa? Đẳng cấp rồi. Multiversal. Ôi giời ơi. Bố anh là The University mà. Ở Universal. Đúng rồi. Thì đúng là cây cung đó rồi. Chỉ có mỗi cây cung nó bắn được à. Cây thế nhờ. Cây thế nhờ. Cái này sao tự nhiên. Mỗi cây cung mà. Ờ, mỗi cây cung nó bắn được rồi bà. Mất hết các bạn ơi, mất trắng rồi, trắng tay. Đâu để vanh thử bắn là tự bắn vào người à. Đấy tự bắn vào không người bắn đi. Ê, tự không tự, bắn tự bắn vào người đi để cho biết xem là ấy đâu có gì không. Ờ có mỗi dưa voi với cả cái gì thì thôi mới bắn được. Ui, như núp đau lòng quá các bạn ơi. Ui, bên này có con boss đang nằm lắm hả? Đây để vanh giúp bí ngô tiêu diệt con boss đấy. Ui, sao đấy mà đánh nhau đi. Ui, sao đấy mà đánh nhau đi. Cày thế nhờ. Đang bắn nó. Ui. Rồi chúng ta xem kiếm được cái cúp gì không nào. Ừ, không biết chúng không. Ừ, cái này không có hiệu ứng gì các bạn ơi. Ồ trời ơi, cúp bedrock các bạn ơi. Cúp này cúp bedrock có vẻ nhanh này. Ồ. Bánh không zoom lên được đây, không nhìn rõ. Cung này cung này bắn được không ta? Ờ cung này không bắn được. Hình như mấy cái cung không bắn được là phải cần mũi tên các bạn ạ. Ồ. Ồ cái gì đây? Còn cái con đấy ở đấy không ở bí ngô. Sao tự nhiên mình qua được ở đây. Hay nhỉ? Phải đào multiversal. Sao đấy? Nó đấm pháp bình đấy. Ôi. 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 Xin đồ nha, xin đồ nha, xin đồ. Em, ủa gì á, sao tôi chết? Gì cho anh? Rời nút bắn nha. Ây à, đâu vậy? Đứng từ nhà bắn đấy. Đứng từ nhà bắn sang nhà Khang chết queo luôn ạ. Đâu rồi. Cái cung ấy, như nó bắn đi một đường thẳng luôn á. Đúng rồi. Ôi, bắn thẳng luôn. Nó mạnh quá. Nó mạnh quá các bạn ơi. Ui, cái cung này như kiểu sniper ấy. Ồ, anh biết rồi. Mấy cái đồ mà Univer là phải đánh từ con boss. Nó mới có tấn công. Không, mà đấy nó cũng được mà. Thấy rồi, xây tường che lại rồi. Nó mới có sao. Đúng rồi, bắn. Bây giờ xây tường che lại rồi các bạn ơi. Bắt đầu tha cho. Ây à, cái gì vậy? Rồi, cái đầu whip á. Du kích. À, lính du kích đến đây. Ui ôi. Rồi. Rồi đập đúng kim lóc tiếp đi. Lính du kích đến đây mà chớ mà ai đến đây là úp sọt ngay các bạn ơi. Ồ rồi. Chớ mà ai đó đầu ra là anh à. À không nhìn thấy thanh niên còn thanh niên nhìn thấy nhỉ. À. Rồi phải đi. Gì giờ cứ ra là thanh niên bắn chết à. Bành đi rồi các bạn ạ. Con này đi ra nhá. Ô cái cung này bắn được này, cái cung màu trắng bắn được. Bành đâu rồi? Bành trốn rồi các bạn ơi là. Ây à, con rời bành bắn mình ạ. À. Ui. Con rời bành có cái gì các bạn ơi? Có gì như phản đam ấy. Mày quá, có cái giáp này. Rồi sao không giờ núp đi luôn. Bây giờ có gì phản đam bạn ơi. Thôi được rồi, lên cất cái cung đi bạn ơi. Vẫn còn cái cung. Vẫn còn cái cung. Đâu giờ, con giờ đi đâu rồi. Con giờ đi đâu rồi bạn ơi, trốn hết rồi. Đã đi nhặt đồ đấy. Ok, đi nhặt đấy. Tầm này mình đi đập thôi bạn ơi. Thôi, chắc là cố gắng là kiếm lấy ấy đi. Chúng ta kiếm lấy cái giáp xịn xịn mặc cho ấm người bạn. Ui giời ơi, thanh niên là bắn tiếp đây. Đấy, cho con dài bắn nhau đi, mấy con dài bắn nhau đi. Ủa, cái cung kia đâu rồi? Nó đấy là cái cung Multiversal bạn ơi. Có lẽ rằng đây là xịn nhất ở trong. U đều rồi, thêm ingot quạt ạ. Oh my god, đây rồi. Ồ, cái này là cũng là Multiversal nhưng mà cái này là nó phiên bản khác các bạn ạ. Ờ, cái này là phiên bản gọi là bình thường. Ồ, mình sẽ thử đi đánh nhau nhé. Đây. Nào, con dài vanh này nhận với chúng tôi này. Chờ xíu, cất đồ. Qua đây thì đánh. Cất đồ sang wing luôn. Em đã coi cùng. Khỉ khô thì. Rồi, đây các bạn ơi.
bán này, ra đây bán này, với sức mạnh của đồ Multiversal phiên bản gọi là cú bắp này. Ui dồi, con dài đâu hết rồi bạn ơi. Ông Vanh không bắn đâu, Vanh không có. Đây con này khác đây rồi, thằng này ta đây. Xíu một cái giường. Ta đây. Ủa ông giờ nhảy cao vậy? Bắn rồi bay được à? Đúng rồi, không có bay được đâu, có nhảy cao thôi. Như đâu rồi? Xem đây. Sao mấy cái giếng cả cho đây. Chết quèo mất hết đồ luôn. Chết quèo mất hết đồ. Đồng cái bài luôn rồi. Nên lăn đồng cái là chết quèo luôn. Một đống nguyên liệu để chế tạo. Thế à, như đợi Vanh chế tạo xong mất nhiều rồi. Đúng rồi, đợi Vanh chế tạo xong rồi còn cái nền các bạn ơi. Thì rồi. Ai đúng rồi, đúng có gì á, gõ cái bài mèo luôn. Ai biết gì đâu. Ok các bạn ơi. Ngoài. Ủa mấy con dài, nhà con dài nào đây chết mất đống đồ này. Ồ, cái gì đây? Internal. Nào, chúng ta phải đứng từ xa. Nhà thanh niên nào đây mà như chết lơ. Đi. Ô, có ai nhà? Nhà vàng ở nhà ai đây? Bí Ngô. Bí Ngô đâu rồi? Dài đi nhận đi cho hình đi kìa. Ô, dài đi nhận. Sao đi đâu? Con dài trốn đâu rồi các bạn ơi? Ui. Đi đây, ô. Đâu, thấy đâu. Ô. Chết giả ra con dài đây. Ở thế, thế. Con dài trốn ở trên cái vùng đất trên rồi. Ui. Đâu, người ta đang ở mít đây này. À, mít à, mít à, đây. Ai à, ai à, cái gì đây? Con dài con đẩy lui quá. Ui, bắn phát vỡ đồ luôn bạn ơi. Oh my god, bắn phát vỡ đồ luôn, nhưng mà mình không ấy luôn bạn ạ. Ui, không chết luôn, bất tử luôn. À, thật đấy. Rồi, ok, tự sát đi. Ồ, cái đồ đấy cũng được. Trời ơi, ta có một cái cung siêu vô cùng chiếc. À, không có fly thôi, chứ có fly này. Trời ơi, dặn ngồ. Cung Multiversal ở mid kia. Multiversal là cái gì? Đâu, đâu, đi đưa cho. Ai ơi, càng bắn luôn. Quá. Ui, mà cái cung này có sấm sét nó mất rồi không? Đúng rồi, cái nào có sấm sét này mất rồi. Ui, nhà mình sẽ ấy đi. Cái ăn chun nè. À, cái gì đây? Cái cúp gì đây? Ok, cúp này có vẻ cũng lỏ lắm. Đồng ăn thua, ủi bác người dân, giật cơ mình. Đó, thằng nào, tiếp tục, tí gì tiếp theo, được cái gì đây? Ồ, được mấy đồ gì không? Toàn đồ lởm thôi bạn ơi. Ồ, được các bạn ơi. Rồi, lại được đồ đấy các bạn ơi, lại được đồ đấy. Mỗi tội là không có fly các bạn ơi. Cái này không có fly. Đấy, đấy. À, con rời, con rời, con rời. Sao, sao? Gì vậy? Tụi quỷ. À, lúc sau mình dịch chém em rồi nhỉ? Tụi ai biết gì đâu. Ồ, bí cô dịch chuyển qua đây à? Xin đồ nhá. Rời Vanh. Cay thật vừa mới được cái cung ngon. Đâu thì có đồ gì đâu Vanh? Bí Ngô chả có đồ gì cả. Đi rồi vừa đi đâu? Đi rồi bạn ơi, tầm này đi xâm chiếm thôi. Tầm này đang là mình chọn cách là bắt đầu đi chiến đấu dần nữa bạn ơi. Không bắn được rồi. Ok. Ngoài. Ra cái này cứ nhảy chậm chậm ấy khó chịu thật đi. Đùa. Có cách nào cho chúng ta cũng phải đây đưa em đi. Đồ này quá lỏ bạn ơi. Ngoài. Đâu. Thôi được rồi, chạy chậm còn hơn là chạy nhanh các bạn ơi. Đi chạy chậm đi. Ok. Đúng lúc núp ở đấy mà vẫn nhìn thấy á. Núp cái gì hả Vanh? Núp cái gì hả Vanh? Vanh đâu? Ta tới để hủy diệt thanh niên Vanh đây. Ui. Ta tới để hủy diệt Vanh đây. Vô xí xô. Tạm biệt Vanh. Tạm biệt. Lúc đấy mình có bị đánh ấy. Yêu quá. Chết luôn à. Bây giờ sao chơi? Đồ đâu hết rồi. Mang vào đây Vanh. Đấy cho Vanh mặc đồ vào đây. Ui, tính ra Vanh cũng có cái đồ này này. Ồ, mặc vào. À thôi. Đấy, Vanh mặc vào đây. Đây, cho Vanh mặc. Mặc lên, cho Vanh. Vanh thử mặc một món thôi. À, ôi. Khỉ. Ui, ui cái này. Một món mà. Đánh nó rơi đồ à. Thôi, lấy. Đâu, cho Vanh cần mặc này. Đồ ấy. Cho Vanh mặc đồ đấy. Ui, tính ra bộ này là vừa lấy mình cũng sở hữu các bạn ơi. Ui, cái này đồ này đánh không bị mất nha, nó chỉ văng ba bạn ơi. Thôi được rồi, núp sẽ mặc bộ một này. Một kéo gì đấy. À, chấn lột ngay các bạn ơi. Con dài để dành à, con dài để dành à. Đâu nhỉ, còn cái mũ đâu nhỉ? Ơ, còn cái mũ đâu rồi? What are you doing? Chạy nhanh. Mũ vừa nãy Vanh đội đỡ một mũi tên hay là mất rồi. Cái này chạy nhanh lắm, cái này chạy nhanh. Thôi được rồi, phá giường, tạm biệt Vanh đâu các bạn ơi. Thôi đừng cho Vanh một mạng. Có đồ VIP mà không mặc thì cho không. Cho Vanh một mạng, cho Vanh một mạng. Không. Đây đây đây, Vanh để Vanh tự sát, để Vanh tự sát, để Vanh tự nhặt cái này Vanh. Không. Tiêu diệt ngay. Ui, tính ra này. Tiêu diệt bởi biết không? Cái đồ này các bạn ơi, các bạn nhìn thấy này VIP rồi, nhưng mà tính ra là rất là nguy hiểm đấy, tính mạng của chúng ta, thế đâm ra là mình nghĩ rồi. Đấy, để có thể gọi là ấy các bạn ơi, ngoài chúng ta không nên mặc các bạn, đồ này vẫn là đẳng cấp, vừa chạy chậm mà đã có thể mạnh các bạn ạ. Wow. Con dài, mày con dài Vanh cất ngoài với sức mạnh cái cây cung vẫn là đẳng cấp các bạn ơi. Đâu rồi? Cái gì đây? Ủa, cái gì ổn? Ôi. Gì đây? Đứng ở nhà bắn. Đứng nhà bắn.
Ây à. Lão à, lão với chúng tôi à, lão với chúng tôi à, chạy đâu à Khang? Á, à, mặc đồ à, mặc đồ à. Ờ, người ta đang lấy lúc kịp lõ. Tạm biệt Khang, à, như hóa xương rồi. Sao? Rồi, còn con rời bí ngô đó bạn ơi. Đâu, bí ngô đâu, tầm này mình không có sợ gì các bạn ơi. Ui, tính ra cái đồ này nó phải cẩn thận. Vừa lấy là con rời vanh mặc cái đồ gì nó có phản nam ấy thì mình bắn mới chết. Cái mũ gì mà như cái mũ ở đây anh đội cái mũ multi. Không phải không phải mũ multi đâu, đồ gì ấy, lúc đợt nọ nó bắn ở nhà thì lúc... thế không phải rồi. Thế không phải này, này bí ngô đứng đấy mà lượm đồ này. Bí ngô đứng đấy mà lượm đồ này thì nút bắn mới tự chết rồi, chứ còn lại là tuổi gì ấy bạn ơi. Ui, rồi thứ nhất đập được bộ đồ này còn hơn là cái việc đó nhận được cái kia bạn ơi. Cái kia rồi đi cho con dài mặc đồ là các bạn ơi. Con dài mặc đây rồi, con dài mặc đồ đấy. Rồi trốn à, đây rồi, đây trốn à. Cung đấy phải cần mũi tên này, cung bé róc à. Rồi giời, cung bé róc hình như phải cần mũi tên. đâu bị ngô cầm lại kiếm. Ngoài cung bắn hồng hay gì. Qua lỏ bạn ơi. Đây có kiếm bị ngô này. Đây con dài này mặc đồ này. Một tấm đi luôn à. Rồi kết thúc rồi bạn ơi. Ui, tính ra là mình thấy rằng cái gì đây, your hand. Ok, chắc cầm vào là vũ khí nó mạnh bạn ơi. Ui, đâu ai xuống đây thử mặc cái bộ đồ này để nút thử đánh một cái chết không nào. Ui, ơi Vanh. Tính ở đâu, Vanh đâu, Vanh vừa lấy chưa được mặc đồ của chính bản thân mình đúng không? À đây. Cảm ơn Vanh. Mặc cái đồ này đây. Đây. Đấy, mặc vào đây. Bây giờ này không có đầu rồi. Đấy, không cần đâu, mặc có đầu. Nút vứt cái mũ rồi mất à. Ôi trời ơi, vẫn chết, không ăn thua bạn ơi. Tính ra là cái này là không ăn thua. Cái này mình nghĩ rằng là nó như chiến thuật rồi bạn ơi. Đồ này không mất tử được. Đâu mặc kêu lại được không? Giày bị ngộ. Mẹ. Đấy mặc kêu ạ. Con giày này tuổi. Đấy, con giày tuổi bạn ơi. Sao đi xuống rơi lâu. Ủa, tính ra là mình cái gì đây? Cái này cái gì? Chạy nhanh quá chết rồi. Nó vừa lấy cũng sở hữu cái bộ đồ ấy, chạy nhanh quá. Tính ra là đồ bình thường này nó đã VIP rồi bạn ơi, không cần chỉ số thì nó đỡ chạy nhanh các bạn ạ. Ok thì có lẽ rằng clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi bạn ơi. Đấy thì ngày hôm nay là mình đã sở hữu những cái món đồ đa năng ấy, multiversal VIP nhất rồi. Đấy các bạn thấy rằng là cái đồ nào VIP nhất ở đây thì mình thấy rằng là chắc là có mỗi cái cây cung các bạn ơi, có khả năng bắn từ xa nó one hit one kill. Đấy còn lại là bình thường. Đấy thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like, nhớ like đăng ký kênh của mình nha, và đừng quên là qua kênh của tất ở trong nút T. Ấn đăng ký hộ nha, và xin hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye.